đại sự đại chiến với lại boss mộ dung 8x chẳng hạn. Boss mộ dung 8x chẳng hạn. Không trùng nhé. Nó bảo mình không yêu quyết. Trong khi đó nó chơi trùng phun trùng anh em ạ. Mày chết này. Tôi chết ấn nhầm rồi. Mày à bưởi. Anh có này được 4k này. Bình thật. 4k đấy, đánh có 4k không đùa được đâu. Đối ngớ là thua ngay đấy. Chúng trùng rồi, chúng trùng rồi, em đều biết. Ô, tôi nó biết rồi. Mày chết này. Mày chết. À, đánh nhau mấy thằng kháng ấy, thì Mộ Dung vẫn ăn được, nhưng mà chỉ dựa vào 4 cái skin chính. Nhưng mà những cái video trước mình chia sẻ với anh em ấy, dựa vào 4 skin chính thôi, tại vì 4 skill đấy nó là sát thương trực tiếp. Đánh nhau mấy thằng kháng thì có mỗi cơ hội đấy thôi, và ngoài ra là các ông không còn cơ hội. 4 skill mà nó không phụ thuộc vào kháng. Tại vì nó kháng rồi nhưng mà các ông không phụ thuộc kháng thì không mới ăn được. Chứ còn Mộ Dung đánh nhau, Mộ Dung ấy, yêu quyết nó chỉ là một phần thôi. Ăn nhau ở cái việc là những skill nó đúng chúng ở đâu thôi.